Chào mừng các em đã đến với kênh Lời Giải 2 com Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài ôn tập phần làm văn trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 12, tập 2, trang số 182. Từ việc hướng dẫn các em phân tích và thực hiện các yêu cầu trong sách giáo khoa có thể giúp các em hệ thống lại các tri thức về các kiểu văn bản đã học trong chương trình ngữ văn trung học phổ thông, đặc biệt là trong chương trình lớp 12, viết được các kiểu loại văn bản đã học, đặc biệt là văn bản nghị luận. Trước tiên, chúng ta cùng đi vào phần một lớn, những nội dung kiến thức cần ôn tập. Ta cùng đi trả lời câu hỏi số 1, thống kê các kiểu văn bản đã học trong chương trình ngữ văn trung học phổ thông và cho biết những yêu cầu cơ bản của các kiểu văn bản đó. Trong chương trình ngữ văn phổ thông, chúng ta đã học kiểu văn bản, đó là tự sự, thuyết minh và nghị luận về yêu cầu văn bản tự sự yêu cầu bố cục rõ ràng cốt truyện hợp lý kết cấu logic có ý nghĩa văn bản thuyết minh yêu cầu trí thức cung cấp cần chính xác bổ ích ngôn ngữ cần tường minh chặt chẽ kết cấu cần hợp lý ít sử dụng các biện pháp tu từ nếu sử dụng thì cần sử dụng sao cho phù hợp tiếp theo là kiểu văn bản nghị luận yêu cầu là xác định đúng vấn đề lập luận xây dựng hệ thống luận điểm luận cứ phải chặt chẽ, hợp lý và thuyết phục, ngôn ngữ khách quan, quan điểm rõ ràng và tiến bộ. Cuối cùng là các văn bản khác như báo chí, hành chính thì phải có tính khuôn mẫu, tính minh xác và tính công vụ. Tiếp theo, ta cùng đi trả lời câu hỏi số 2. Theo anh chị, để viết được một văn bản cần thực hiện những công việc gì? Để viết được một văn bản thì ta cần lưu ý một số công việc như sau. Một là phải tìm hiểu đề, xác định được yêu cầu bài viết, tìm và chọn ý cho bài văn, tức là tìm luận điểm, đưa ra luận điểm, lập dàn bài, viết văn bản theo dàn ý đã xác định, đọc lại và hoàn chỉnh bài viết. Câu hỏi số 3, ôn tập phần văn nghị luận. Trước tiên, chúng ta cùng đi vào yêu cầu A, yêu cầu thứ nhất. Ở đây, chúng ta sẽ hệ thống hóa lại kiến thức về bài đề tài cơ bản của văn nghị luận trong nhà trường đã học. Về đề tài nghị luận trong nhà trường có thể chia thành hai nhóm, đó là nghị luận xã hội, các vật đề tài thuộc lĩnh vực xã hội và nghị luận văn học, các đề tài thuộc lĩnh vực khoa học. Điểm chung, các đề tài này đều trình bày tư tưởng, quan điểm, nhận xét, đánh giá đối với các vấn đề nghị luận, đều sử dụng luận điểm, luận cứ, các thao tác lập luận có tính thuyết phục điểm khác biệt đối với đề tài nghị luận xã hội người viết cần có vốn sống vốn hiểu biết thực tế hiểu biết xã hội phong phú rộng rãi và sâu sắc đối với đề tài nghị luận văn học người viết cần có kiến thức văn học khả năng lý giải các vấn đề văn học cảm thụ các tác phẩm hình tượng văn học ta đến với câu hỏi b ôn tập phần lập luận trong văn nghị luận lập luận gồm những yếu tố luận điểm luận cứ và phương pháp lập luận luận điểm là ý kiến thể hiện tư tưởng quan điểm của người viết người nói về vấn đề nghị luận luận điểm cần chính xác minh bạch luận cứ là những lý lẽ và bằng cứ được dùng để soi sáng cho luận điểm yêu cầu cơ bản và xác định luận cứ cho luận điểm lý lẽ thì phải có cơ sở phải dựa trên những chân lý những lý lẽ đã từng được thừa nhận dẫn chứng phải chính xác tiêu biểu và phù hợp với lý lẽ cả lý lẽ và dẫn chứng phải phù hợp với luận điểm, tập trung làm sáng tỏ luận điểm. Các thao tác lập luận cơ bản, chúng ta có 4 thao tác. Một là thao tác lập luận phân tích, hai là thao tác lập luận so sánh, ba là thao tác lập luận bác bỏ, bốn là thao tác lập luận bình luận. Chúng ta có một số lỗi thường gặp khi lập luận và cách khắc phục các lỗi này. Nêu luận điểm không rõ ràng, trùng lặp không phù hợp với bản chất của vấn đề cần giải quyết. Nêu luận cứ không đầy đủ, thiếu chính xác, thiếu chân thực, trung lập hoặc quá dường giả, không liên quan mật thiết với luận điểm cần trình bày, lập luận mâu thuẫn, luận cứ không phù hợp với luận điểm. Chúng ta đến với phần C, ôn tập bố cục của bài văn nghị luận. Chúng ta có mở bài, nêu vai trò vấn đề nghị luận, định hướng cho bài nghị luận, và thu hút sự chú ý của người đọc, người nghe. Yêu cầu của mở bài, ta thông báo chính xác, ngắn gọn về đề tài, hướng người đọc, người nghe vào đề tài một cách tự nhiên, gợi sự hứng thú với vấn đề được trình bày trong văn bản. Cách mở bài có thể nêu vấn đề một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Trực tiếp là ta sử dụng đúng luôn vấn đề để làm phần mở bài, còn gián tiếp là ta đi từ tác giả, tác phẩm để hướng vào vấn đề nghị luận hai là thân bài ta cần nắm được nội dung cơ bản của phần thân bài là triển khai vấn đề thành các luận điểm luận cứ với cách sử dụng các phương pháp tích hợp cách sắp xếp các nội dung trong phần thân bài phải được sắp xếp một cách hệ thống các mục đích phải có sự logic chặt chẽ giữa các đoạn trong thân bài phải có sự chuyển ý để đảm bảo liên kết giữa các ý và các đoạn đó là những lưu ý vô cùng cần thiết và quan trọng cho phần thân bài phần thân bài chiếm một dung lượng rất lớn trong các bài văn nghị luận. Khi làm một vấn đề, chúng ta phải đưa ra được những luận điểm cụ thể, xác đáng. Các luận điểm phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lý. Ví dụ như khi chúng ta phân tích về vẻ đẹp của một nhân vật, vẻ đẹp của một người lính, thì đặt trong thời điểm đấy chúng ta luôn phải sắt cái sự dũng cảm, cái tình yêu nước lên trước cái tình yêu thương riêng như là yêu gia đình, yêu vợ con, yêu làng quê và khi chuyển từ luận điểm này sang luận điểm khác để phân tích thì chúng ta phải có sự kết nối các luận điểm với nhau để hướng chung đến một luận điểm chúng ta phải làm nổi bật được là đó là tất cả những vẻ đẹp của chung một con người đơn giản nhất chúng ta có thể sử dụng một số cặp từ như không những mà còn không chỉ mà ví dụ như nhân vật anh hùng tần nú tần nú không chỉ yêu nước mà còn yêu làng tần nú không chỉ yêu làng mà còn yêu vợ con chúng ta phải làm sao kết nối để người đọc, người nghe có thể hiểu được tất cả những luận điểm đó đều hướng đến cùng một nhân vật, cùng một vẻ đẹp của một người anh hùng tần nú. Cuối cùng là phần D, chúng ta cùng hội thống lại kiến thức của phần diễn đạt trong văn nghị luận. Về yêu cầu, chúng ta phải lựa chọn các từ ngữ chính xác phù hợp với vấn đề nghị luận, tránh dùng khẩu ngữ hoặc những từ xáo rỗng cầu kỳ, kết hợp sử dụng những biện pháp bà là phần kết bài có vai trò thông báo về sự kết thúc của việc trình bày đề tài nêu đánh giá khái quát của người viết về những khía cạnh nổi bật nhất của vấn đề gợi liên tưởng rộng hơn sâu sắc hơn cuối cùng là phần d chúng ta cùng hội thống lại kiến thức của phần diễn đạt trong văn nghị luận về yêu cầu chúng ta phải lựa chọn các từ ngữ chính xác phù hợp với vấn đề nghị luận tránh dùng khẩu ngữ hoặc những từ sáo rỗng cầu kỳ kết hợp sử dụng những biện pháp từ vựng và một số từ ngữ mang tính biểu cảm, gợi hình tượng để bộc lộ cảm xúc, phối hợp một số kiểu câu trong đoạn, trong bài để tránh sự đơn điệu, nặng nề, tạo sự linh hoạt, biểu hiện sự cảm xúc. Sử dụng các biện pháp tu từ cú pháp để tạo nhịp điệu, nhấn mạnh rõ hơn thái độ cảm xúc, giọng điệu chủ yếu của phần nghị luận là trang trọng, nghiêm túc, các phần trong bài có thể thay đổi giọng điệu cho thích hợp với nội dung cụ thể. Chúng ta cần chú ý một số lỗi vừa diễn đạt thường gặp như dùng từ ngữ thiếu chính xác, lạp từ, thừa từ, dùng từ ngữ không đúng phong cách, sử dụng câu đơn điệu, câu sai ngữ pháp, sử dụng giọng điệu không phù hợp với vấn đề nghị luận. Tiếp theo, chúng ta cùng đi trả lời các câu hỏi trong phần 2 lớn luyện tập 1 đề bài. Đề số 1, đọc truyện sau, 3 câu hỏi. Ngày nọ, có một người đến gặp nhà triết học Socrates Hy Lạp và nói: "Ông có muốn biết những gì tôi mới nghe được về người bạn của ông không?" Chờ một chút, Socrates hỏi: "Trước khi kể về người bạn tôi, anh nên suy nghĩ một chút và vì thế tôi muốn hỏi anh ba điều. Thứ nhất, anh có hoàn toàn chắc chắn rằng những điều anh sắp kể là đúng sự thật không?" "Ồ oh không," người kia nói. Thật ra tôi chỉ nghe nói về điều đó thôi và... Được rồi, Socrates nói. Bây giờ điều thứ hai, có phải anh sắp nói những điều tốt đẹp về bạn tôi không? Không, mà ngược lại là... Thế à, Socrates tiếp tục câu hỏi cuối cùng. Tất cả những điều anh sắp nói về bạn tôi sẽ thật sự cần thiết cho tôi chứ? Không, cũng không hoàn toàn như vậy. Vậy đấy, Socrates quay sang người khách và nói. Ba chấm, theo phép mầu nhiệm của đời, nhà xuất bản trẻ thành phố Hồ Chí Minh năm 2004. Theo anh chị, Socrates sẽ nói với người khách như thế nào? Hãy bình luận về bài học rút ra từ câu chuyện trên. Đề số 2. Phân tích một đoạn mà anh chị thích nhất trong đoạn trích đất nước của Nguyễn Khoa Điềm. 2. Yêu cầu luyện tập A. Tìm hiểu đề Hai đề bài trên yêu cầu phải viết kiểu bài nghị luận nào? Những thao tác lập luận nào? cần sử dụng trong bài viết. Những luận điểm cơ bản nào cần dự kiến cho bài viết? B. Lập dàn ý cho bài viết. C. Tập viết phần mở bài cho từng bài viết. D. Chọn một ý trong dàn ý để viết thành một đoạn văn. Trước tiên, cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi A. Đề số 1, thuộc kiểu bài nghị luận xã hội, sử dụng thao tác lập luận phân tích, bình luận các luận điểm chính. một Mục đích ba câu hỏi mà Socrates đưa ra. 2. Rút ra kết luận về câu nói cuối cùng của nhà triết học Socrates, ông có thể sẽ nói điều gì? 3. Bình luận và rút ra bài học cho bản thân từ câu chuyện trên. Ở đề bài số 2, thuộc kiểu bài nghị luận văn học, thao tác giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận, so sánh. Luận điểm chính, chúng ta tập trung vào hai luận điểm chính. Một là giá trị nội dung của đoạn thơ và hai là giá trị nghệ thuật. B. Lập dàn ý cho bài viết Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em lập dàn bài gợi ý cho từng đề. Đầu tiên là đề số 1. Mở bài, giới thiệu và trích dẫn chuyện ba câu hỏi. Thân bài, nêu mục đích của ba câu hỏi mà Socrates đưa ra, tìm hiểu tính chất câu chuyện sắp phải nghe có đúng không, có tốt không và có ích không rút ra kết luận về câu nói cuối chuyện của nhà triết học, ông có thể đã nói gì, bình luận và rút ra bài học cho bản thân từ câu chuyện trên. Cuối cùng là phần kết bài khẳng định lại tính có ích của câu chuyện và khái quát bài học rút ra. Giàn bài gợi ý cho đề bài số 2. 1. Mở bài, giới thiệu đoạn trích trong bài thơ đất nước và nội dung của đoạn trích. 2. Thân bài, nêu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm và vị trí đoạn trích phân tích những giá trị về nội dung tư tưởng của đoạn trích, phân tích những giá trị nghệ thuật của đoạn trích. Đoạn thơ đã góp phần thể hiện chủ đề tác phẩm như thế nào. Tiết bài, khẳng định giá trị đoạn thơ cũng như bài thơ. Ta đến với phần C, tập viết phần mở bài cho từng bài viết. Cô sẽ gợi ý các em tập viết mở bài cho đời số 2. Đó là phân tích một đoạn thơ, trong bài thơ đất nước của Nguyễn Khoa Điềm. Nguyễn Khoa Điềm thuộc thế hệ các nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ. Thơ ông giàu chất suy tư, triết luận, cảm xúc dồn nén. Đoạn thơ đất nước thể hiện một cái nhìn mới mẻ về đất nước qua cách cảm nhận mang tính tổng hợp, toàn diện từ cái tôi tự ý thức của thế hệ trẻ, người cầm bút trẻ tuổi, giàu trí thức, niềm tin, niềm tự hào dân tộc. Theo đó, đất nước là nơi hội tụ và kết tinh bao công sức và khát vọng của nhân dân nhân dân là người làm ra đất nước chúng ta trích đoạn thơ từ trong anh và em hôm nay đến làm nên đất nước muôn đời d chọn một ý trong dàn ý để viết thành một đoạn văn chúng ta sẽ viết một đoạn văn trong dàn ý đó là phân tích câu thơ trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước giọng thơ tâm tình với lối xưng hô anh em tha thiết, nhà thơ như nhắn nhủ, đất nước không chỉ tồn tại khách thể mà đã hóa thân trong máu xương mỗi người, trở thành một phần tâm hồn trí tuệ của anh và em. Sự gắn bó máu thịt giữa số phận cá nhân với vận mệnh cộng đồng là tư tưởng chung của thời đại. Khi hai đứa cầm tay, tình yêu lứa đôi riêng tư đã tự mang trong nó vẻ đẹp hài hòa, nồng thắm của dân tộc. Khi chúng ta cầm tay mọi người, tình yêu của hai đứa gắn bó với cái chung của tình yêu đất nước mỗi chúng ta đã nối vòng tay lớn vào cộng đồng tạo nên một khối đại đoàn kết dân tộc làm cho đất nước vẹn tròn to lớn trường tồn và phát triển như vậy cô vừa hướng dẫn các em hoàn thành bài soạn ôn tập phần làn văn trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 12 tập 2 trang số 182 các em hãy truy cập vào trang đời giải 2.com để tham khảo nhiều bài giảng khác nhé chúc các em học tốt